Rồi Kim Sơn xin chào cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay Sơn chia sẻ với cả nhà mình một cách sơn giả đồng nha cả nhà. Đó. Đại khái như là mình trước khi mà mình sơn á thì mình sẽ phủ một cái lớp sơn màu đen. Sơn là sơn nước nha. Sơn nước. Mình sẽ phủ một cái lớp sơn màu đen trước. Đây. Ví dụ như cái chậu này mình sẽ sơn một cái lớp màu đen trước. Mình sẽ sơn một cái lớp màu đen trước rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái sơn nhũ vàng. Đó, sơn nhũ vàng đây, mình chia sẻ luôn. Đây, cái nhãn hiệu đây, ATM. Sơn nước nhũ vàng. ATM 999 nè. Đó. Thì cái này mình có thể mình đặt trên Shopee đồ cũng có nha cả nhà. Đây, nhà mình xem đây. Cái sơn này thì mình thấy nó rất là ok luôn, nó công dụng rất là nhiều. Ở đây trước tiên là mình sẽ dùng, mình không dùng cọ nha, mình dùng cái xốp xốp lau bảng này. Đó, mình sẽ chấm mình sẽ chấm 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 lên trước rồi bắt đầu mình sẽ tán màu. Đó, mình sẽ tán màu ra. Đó, thì nó sẽ lên cái vàng và nó có cái đen nữa thì nó tạo thành một cái màu đồng cổ rất là đẹp, nhìn nó rất là bắt mắt như vậy nha. Đó, thì đây là những cái phôi này, đó, những cái phôi chậu tự nhiên nhà vườn làm. Nói chung là mình theo phong cách thiên nhiên cho nên mình rất là thích những cái gì của nó mang cái tự nhiên nha. Đó. Này thì trước tiên thì mình làm chơi thôi, làm mình sưu tầm thôi, còn quý anh chị em cô chú nào thích thì mình làm mình giao lưu. Đây nè, đây là những cái chậu mà mình đã làm xong rồi. Thì cái này á, thì cái màu đen nó ít hơn đó. Thì nói chung là mình làm vừa làm mình vừa lấy kinh nghiệm nữa. Cái màu đen nó ít hơn thì nó không có đẹp lắm. Đó, còn cái này nè, cái màu đen nó nhiều. Đó, thì mình lên cái màu đồng nữa thì nó ok luôn. Đó. Đây, cái này cái nhỏ này, cái nhỏ mignon này nhìn rất là dễ thương. Đây cả nhà. Nhưng mà mình làm những cái mẫu chậu thiên nhiên. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm chi tiết cho những cái sản phẩm này nha. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình. Thì đây là cái video mình chia sẻ về cái cách mình sơn nhũ đồng thôi, mình sơn giả đồng thôi. Nó có nghĩa là mình lên cái màu sơn đen trước rồi bắt đầu mình phủ cái lớp nhũ đồng lên, nhưng mà phải dùng cái bông đây nè, nhìn cái xốp đây nè thì nó mới ok. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình nha. Nếu hữu ích thì cho Sơn một lượt đăng ký và theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha.